Xin chào tất cả chị em chúng mình. Tôi tên là Thùy Dung, chuyên gia tư vấn các sản phẩm về chăm sóc da cho chị em chúng mình, giúp chị em chúng mình có được một làn da rạng rỡ, trắng sáng. Trong video này, Thùy Dung sẽ chia sẻ đến với chị em chúng ta về phương pháp dưỡng da tại nhà. Đối với một số chị em phụ nữ có làn da bị lão hóa, sạm nám tàn nhang, da không đều màu, thì đâu với các phương pháp của Dung thì nó sẽ mang đến hiệu quả cho chị em chúng ta, vừa hợp túi tiền, không mất nhiều thời gian của chị em và mang đến cho chúng ta có được một làn da mong muốn. Như chúng ta đã biết, phụ nữ chúng ta sau độ tuổi 25 thì nội tiết tố trong người thay đổi, dẫn đến làn da của chúng ta sẽ xuất hiện nhiều mảng nám, nhiều đốm tàn nhang, và quá trình chúng ta điều trị mụn thì sẽ dẫn đến da mặt bị thâm. Như vậy thì cái da mặt của chị em chúng ta nó không được đẹp, cho nên nó sẽ gây cho chúng ta tự ti khi đối diện tiếp xúc với người khác. Thì cách đây hơn 2 tháng thì da mặt thì Dung cũng như vậy. Như thế này, Dung đi làm nhưng mà Dung cũng vẫn rất là tự ti về cái da mặt của mình. Dung đã loay hoay tìm nhiều biện pháp trước đó để cải thiện cái làn da của mình, và Dung đã có nhiều cái trải nghiệm đối với một số sản phẩm nhưng mà Dung vẫn không tìm được hiệu quả. Sản phẩm tinh chất tế bào gốc tái tạo da do Bell, do cô bác sĩ đó làm đại diện. Một phần vì Dung rất là thần tượng bác sĩ Mỹ Tâm, một phần là mặt tò mò như thế nào mà cô bác sĩ nổi tiếng như thế này làm đại diện thương hiệu. Và Dung đã tìm hiểu về cái sản phẩm mà Dung đã có một xét collagen tái tạo da, cải da, làm trắng da, sẽ làm trong quá trình sử dụng là sau các bước như là chúng ta tẩy tế bào chết, chúng ta rửa mặt hoặc là chúng ta tẩy trang, thì chúng ta sẽ dùng cái serum này chấm các giọt trên các điểm của mặt và chúng ta bắt đầu massage. Chúng ta massage nhẹ nhàng trong vòng 3 đến 5 phút. Tinh chất tế bào gốc này rất nhanh thẩm thấu vào da, không gây vết sên dính. Và sau đó chúng ta có thể dùng thêm một cái bước nữa là dưỡng ẩm cho da. Thì chúng ta có thể dùng các loại kem phai ban đêm để dưỡng ẩm cho da. Nhưng mà riêng Dung thì Dung chỉ dùng một loại này thôi vào ban đêm. Và trong quá trình sử dụng thì da mặt Dung cải thiện rất là nhiều. Sau gần 2 tháng sử dụng, da mặt Dung đã bắt đầu mờ các cái mảng bám, mảng nám nè, các mảng tàn nhang cũng đã mờ. Đây, chị em chúng mình xem đi. Đây là da mặt thật của Dung nha. Vẫn còn ít thôi, tại vì mình sử dụng mới được 2 tháng. Và Dung tự tin qua video này, Dung chia sẻ đến với chị em chúng ta là để việc một cái sản phẩm mà vừa
vừa mang lại cái hiệu quả và vừa hợp túi tiền đối với chị em chúng ta, vì độ tuổi như chị em chúng mình nên là vẫn cần rất là nhiều cái tài chính để chúng ta còn phải lo cho gia đình, con cái ăn học. Cho nên là Dung cũng tìm một cái phương pháp nào tối ưu nhất để cho chị em chúng mình có thể cải thiện được làn da. Nếu một số chị em nào có điều kiện thì ta sẽ mua nguyên một set, và cái set này là gồm có 6 lọ. Đây là feedback của khách hàng về da mặt. Nếu các chị yêu thích video này, hãy cho một like và nhấn đăng ký nhé.